Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cách làm món thịt heo hầm của người Hàn với những cái gia vị rất tự nhiên. Món thịt sẽ thơm mùi và ngon lắm đấy. Người Hàn thì họ không luộc thịt heo như chúng ta. Và các bạn hãy thử cách này, nó ngon, mềm và rất dễ ăn. Nguyên liệu chuẩn bị gồm có 500g thịt heo này. Món này mà các bạn hầm với thịt ba chỉ thì rất là ngon nhé. Thêm 30g gừng tươi giã dối như thế này. 30g tỏi tươi cũng giã dối như thế này. Mình cũng thêm một thìa tiêu hạt giã dối như thế này nhé. Và phần rau đi kèm thì mình có sử dụng một bó lá ke nhíp. Mình còn được biết trong văn hóa ẩm thực về sức khỏe của người Hàn xưa, họ luôn lựa chọn lá ke nhíp để ăn kèm với các món thịt heo. Nó sẽ giúp cho việc giảm cholesterol xấu khi chúng ta ăn quá nhiều thịt heo nhé. Với món thịt hầm hôm nay, mình sử dụng thêm hai trái hành tây này, thêm vài trái ớt tươi này, thêm một mớ hành barô như thế này. Và cùng vào bếp nhanh để thực hiện món thịt hầm đổi bữa cuối tuần nào. Món này chỉ mất thời gian sơ chế mấy cái gia vị này thôi. Còn lại là các bạn khỏe re, ngồi đợi mấy chục phút sau là có một món ăn ngon rồi. Mình đi sơ chế những cái rau củ đi kèm. Hành tây mình bổ đôi. Sau đó thì mình sẽ thái thành những cái lát không dày cũng không mỏng các bạn nhé. Khoảng tầm 1 cm là vừa. Để lát nữa mình sẽ rải xuống dưới đáy nồi các bạn ạ. Ớt xanh thì mình sẽ cắt làm đôi hoặc làm ba tùy theo cái độ to nhỏ của trái ớt. Và hành barô thì mình cũng tận dụng hết toàn bộ cái thân hành barô cho đến lá hành barô. Cắt khúc khoảng tầm 6-7 cm là vừa. Mặc dù mình không phải là fan của thịt, đặc biệt là thịt heo, nó không phải là sở trường của mình. Tuy nhiên, với cái cách làm thịt heo hầm của người Hàn như thế này thì mình thấy là tương đối ổn. Bởi vì các bạn cứ thử so sánh, nếu các bạn lựa chọn món thịt nướng hay chiên xào gì đó, nó tẩm ướp quá nhiều gia vị và nó lại không tốt cho sức khỏe nữa, thì món luộc và món hầm sẽ là một trong những cái giải pháp tối ưu và thông minh hơn đấy. Bây giờ mình lần lượt xếp từng cái nguyên liệu đã sơ chế. Hành tây xếp xuống dưới cùng. Các bạn sử dụng một cái chảo sâu lòng hoặc là một cái nồi cũng được, miễn là nó đậy kín. Mình sẽ xếp hết các cái lớp hành tây xuống phía dưới như thế này để tránh cho nó bị cháy. Tiếp theo, mình sẽ xếp hành barô rải đều lên trên bề mặt của hành tây. Sau đó mình sẽ xếp thịt heo lên trên. Tiếp theo mình sẽ cho những cái gia vị còn lại. Tỏi này, gừng này, ớt này và tiêu. Và mình có sử dụng thêm một chút xíu muối hồng các bạn rắc lên trên. Sau cùng thì mình chèn những cái lá ke nhíp vào trong thịt và phần còn lại đậy hết một lớp lá ke nhíp lên trên. Sau đó các bạn sẽ đậy vung thật kín. Và chúng ta sẽ hầm trong cái lửa vừa, lửa trung bình thôi các bạn nhé. Mình sẽ hầm thịt trong vòng 20 phút đầu tiên với cái lửa trung bình và liên tiếp. Sau đó mình sẽ mở ra và mình kiểm tra. Và mình sẽ thêm vào khoảng tầm 100 đến 150 ml rượu hoa quả ấy. Cái loại rượu này ở siêu thị nó bán đấy các bạn. Cho vào để cho thịt nó thơm hơn và nó cũng tránh bị sát. Sau đó mình đậy lại, mình lại hầm tiếp khoảng 20 phút nữa. Như vậy là thịt của chúng ta đã hoàn thành. Sau 20 phút lần 1, mình kiểm tra và cho thêm 100 ml rượu hoa quả. Mình sẽ đóng nắp và lại hầm thêm 20 phút nữa các bạn nhé. Và đây là thịt đã được hầm sau 20 phút lần 2, coi như đã hoàn thành các bạn nhé. Và các bạn thấy là các cái gia vị nó đã rút hết xuống này, nước cũng không còn này. Đó, mà thịt đã chín mềm rồi. Bây giờ mình gạt bỏ hết cái phần nguyên liệu mà bám lên thịt ấy. Sau đó thì các bạn chỉ việc sắt mỏng ra và thưởng thức thôi. Món này mà thưởng thức với lại kim chi chua ấy, trời ơi, nó ngon cực kỳ. Tuy nhiên miếng thịt của mình hôm nay hơi bị nhiều mỡ. Bạn nào mà là fan của mỡ heo thì chắc là thích. Còn nếu như không ăn được mỡ thì vẫn có thể loại bỏ đi một phần. Và món này sẽ ăn kèm với lại rau ke nhíp, rau xà lách. Và ăn kèm với nước sốt mặn có mắm tép nha các bạn. Thêm một vài lát ớt xanh cho nó re re cay cay cũng rất thú vị. Đặc biệt là món này phải ăn kèm với kim chi chua nhá. Trời ơi, là số 1 luôn đấy. Rất là ngon. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức thôi. Chia sẻ của mình hôm nay đã hoàn thành rồi đấy. Nếu như các bạn yêu mến chia sẻ của bếp Mini thì đừng ngần ngại dành tặng cho Mini một nút like, share video cho bạn bè và người thân nếu thấy hữu ích. Và hãy để lại comment của các bạn về những món ăn mà các bạn quan tâm để có thể cho Mini có thêm động lực chia sẻ tới các bạn những video hữu ích mới tiếp theo.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở chia sẻ tuần sau. Bye bye!